Thưa quý vị và các bạn, trong chiến dịch địa Biên Phủ trên không, lực lượng không quân Việt Nam đã làm được điều không tưởng. Đó là dùng máy bay MiG-21 để hạ gục B-52 được bảo vệ nghiêm ngặt bởi những máy bay chiến thuật. Người phi công quả cảm hạ gục siêu phá đài bay B-52 đó chính là anh Hùng Phạm Tuần. Từ ngày 18 đến 29 tháng 12 năm 1972, thủ đô Hà Nội và một số tỉnh thành phía Bắc phải đối đầu với cuộc tập kích đường không chiến lược bằng pháo đài bay B-52 của đế quốc Mỹ. Trong hơn một tuần đầu chiến đấu ác liệt, lưới lửa phòng không Hà Nội và trên toàn miền Bắc đã bắn rơi nhiều máy bay Mỹ, nhưng lực lượng không quân vẫn chưa bắn được chiếc B-52 nào. Không quân đánh trong tuần đầu không đánh được, nên là cái độ áp lực lớn lắm. Tên lửa thì bắn rơi nhiều rồi, mà không quân được đánh giá rất cao như vậy mà chưa bắn rơi được. Thì lúc bây giờ áp lực nó dồn vào, làm sao là đi đến đâu ai cũng thế gặp chỉ mong không quân bắn rơi chiếc bay bay B-52 bởi vì trước đó chúng ta bắn tất cả các loại máy khác rồi nhưng riêng B-52 chưa bắn được Tuy nhiên, bằng ý chí quyết tâm cao Bộ đội không quân Việt Nam đã tìm ra yếu điểm của B-52 Do địch gây nhiễu phía trước rất mạnh nên không quân của ta đã dùng radar ra ở xa như Thọ Xuân, Thanh Hóa và Lai Châu chứ không dùng radar ra ở Hà Nội nữa Đêm 7 tháng 12 tôi cất cánh từ sân bay Yên Bái ở vòng ngoài thì địch không không biết được nên mình cất cánh lên thoải mái thôi à, thế và cũng à, từ cái nhận nhận định là radar bên ngoài phát hiện tốt thì đúng là radar mộc châu radar thọ xuân phát hiện rất tốt dẫn tôi vào với b năm hai thế thì phi công có kinh nghiệm rồi nên là cơ động tránh cái máy bay của địch nó chặn được à, để lên tiếp cận vào b năm hai chính những cái yếu tố đó đã tạo điều kiện thuận lợi tôi đánh trận đêm hôm 7 tháng 12 Câu chuyện của 45 năm đã qua đi, hôm nay anh hùng Phạm Tuân sẽ có một ngày trọng đại. Ông dậy từ sớm, chỉnh trang cà vạt, khoác lên mình bộ trang phục đầy tự hào. Ông sẽ gặp lại những đồng đội của mình để hàn huyên ôn lại những ký ức năm xưa. Trên màn hình của chúng tôi theo dõi thì cứ B-52 nó bay vào này thì một đàn máy bay chiến thuật đi đằng sau, đi đằng trước, đi bên cạnh để bảo vệ. Thế mà Phạm Tuân luồn lách thế nào mà chạy lên được, đây là một cái điều kỳ diệu. Của con người Việt Nam. Trở về với cuộc sống đời thường giữa lòng thủ đô Yên Bình, đã gần nửa thế kỷ trôi qua, giờ đây vị tướng già đã có thể thảnh thơi với thú vui đời thường bên gia đình con cháu. Nhưng hình ảnh của người phi công anh hùng bắn rơi siêu pháo đài bay B-52 vẫn còn lưu giữ trong trái tim của bao thế hệ người Việt Nam.